Kính mời quý vị đón chào ngày mới với chương trình Manna buổi sáng của truyền thông Dòng Tên. Chương trình hôm nay gồm có những tiết mục sau: chuyên mục Lời Chúa và Suy Niệm, chuyên mục Hạnh Các Thánh. Bây giờ kính mời quý vị cùng theo dõi chương trình. Mù mà lại dắt mù, cái rác và cái xà. Luca chương 6. Đức Giêsu còn kể cho môn đệ dụ ngôn này: mù mà lại dắt mù được sao? Lẽ nào cả hai lại không sa xuống hố? Học trò không hơn thầy, có học hết chữ cũng chỉ bằng thầy mà thôi. Sao anh thấy cái rác trong con mắt của người anh em mà cái xà trong con mắt của chính mình thì lại không để ý tới? Sao anh lại có thể nói với người anh em: này anh, hãy để tôi lấy cái rác trong con mắt anh ra, trong khi chính mình lại không thấy cái xà trong con mắt của mình? Hỡi kẻ đạo đức giả, lấy cái xà ra khỏi mắt ngươi trước đã, rồi sẽ thấy rõ để lấy cái rác trong con mắt người anh em. Suy niệm. Sống ở đời, chúng ta liên tục phải đưa ra những phán đoán. Có những phán đoán về người khác: đúng, sai, tốt, xấu. Giáo dục một người là giúp người đó có được phán đoán khách quan. Đức Giêsu dạy các môn đệ đừng xét đoán. Ngài cũng không coi thường những phán quyết của quan tòa. Đơn giản, Ngài chỉ muốn chúng ta tránh một khuynh hướng dễ gặp, đó là chỉ trích phê phán, bới lông tìm vết đối với tha nhân. Các môn đệ sẽ phải là những nhà lãnh đạo dân Chúa. Họ không thể là những người dẫn đường mù lòa. Chỉ với cặp mắt sáng, họ mới có thể chu toàn nhiệm vụ, dẫn dắt những người còn trong bóng tối ra ánh sáng bình minh. Nếu không, mù dắt mù, cả hai sẽ sa xuống hố. Người lãnh đạo sáng suốt là người biết mình, biết cái mạnh, cái yếu, cái hay, cái dở của mình. Họ phải thấy rõ cái xà hay thậm chí cái rác nơi mắt mình. Thiếu thái độ phê phán nghiêm túc, họ không thể dẫn dắt người khác. Hãy biết mình là câu được khắc ở một đền thờ nổi tiếng bên Hy Lạp. Như thế, biết mình không phải là chuyện dễ. Chẳng ai gần mình, hiểu rõ mình bằng mình. Nhưng nhiều khi chẳng ai mù mờ về tôi bằng chính tôi. Lắm khi tôi chạy trốn chính mình, không đủ can đảm để thấy sự thật. Nói chung, tôi không thích nhìn nhận những bóng tối và bóng mờ nơi tôi. Thậm chí, cái xà nơi mắt tôi mà tôi cũng không để ý. Tôi chỉ muốn thấy nơi mình toàn những điều trong sáng, tốt đẹp, giỏi giang. Càng có địa vị cao, càng thành công nhiều, càng có uy tín, tôi càng khó chấp nhận, khó thấy những nhược điểm của mình. Những người dưới quyền cũng không dám góp ý, nên tôi lại càng dễ nghĩ là mình đã thực sự hoàn hảo. Trong
chắc chúng ta phải giúp người khác lấy rác ra khỏi mắt, vì họ khó tự mình lấy được. Và thật khó chịu khi có rác trong mắt, nhưng phải làm điều đó với rất nhiều yêu thương và khiêm hạ. Bởi lẽ chúng ta biết mình cũng cần anh em giúp lấy rác khỏi mắt mình. Đơn giản là phải thấy cái rác và cả cái xà trong mắt mình trước, nhờ người lấy ra dùng, sau đó mới thấy rõ để đi giúp người anh em. Giúp nhau lấy rác trong mắt nhau, giúp nhau thấy rõ hơn sự thật về mình. Đó là công việc bác ái thường ngày mà chúng ta làm cho nhau. Như thế, hội thánh của chúng ta gồm những người sáng mắt, nhờ biết xin người khác lấy rác ra khỏi mắt mình và giúp họ lấy rác của họ. Cầu nguyện. Như Thánh Phaolô trên đường về Đa Mát, xin cho chúng con trở nên mù lòa vì ánh sáng chói chang của Chúa, để nhờ biết mình mù lòa mà con được sáng mắt. Xin cho con đừng sợ ánh sáng của Chúa. Ánh sáng phá tan bóng tối trong con và đòi buộc con phải hoán cải. Xin cho con đừng cố chấp ở lại trong bóng tối chỉ vì chút tự ái còn con. Xin cho con khiêm tốn để đón nhận những tia sáng nhỏ mà Chúa vẫn gửi đến cho con mỗi ngày. Cuối cùng, xin cho con hết lòng tìm kiếm chân lý, để chân lý cho con được tự do. Amen. Ngày 9 tháng 9, Thánh Peter Clave, sinh năm 1580, mất năm 1654. Peter Clave sinh ngày 25 tháng 6 năm 1580 tại Vẹt Đư, xứ Catalonia, Tây Ban Nha. Peter Clave, một người trẻ thuộc dòng tên, đã từ bỏ quê nhà vĩnh viễn vào năm 1610 để trở nên nhà truyền giáo ở Tân Thế Giới. Ngài đi thuyền đến Cartagena, bây giờ thuộc Colombia, là một hải cảng sầm uất ở bờ biển Caribe. Ngài thụ phong linh mục ở đây vào năm 1615. Vào lúc đó, việc buôn bán nô lệ đã được thịnh hành ở Mỹ Châu khoảng 100 năm, và Cartagena là trung tâm. Hàng năm, có đến 10.000 người nô lệ từ Tây Phi Châu đổ về hải cảng này sau khi vượt biển Atlantic trong những điều kiện tệ hại và bất nhân, đến nỗi có đến 1/3 đã chết trong cuộc hành trình. Mặc dù việc buôn bán nô lệ bị Đức Giáo Hoàng Phaolô Đệ Tam lên án, và sau này Đức Pio thứ 9 gọi là hành động vô cùng ghê tởm, nhưng nó vẫn phát đạt. Cha Alfonso de Sandoval là một linh mục dòng tên, đã hy sinh cuộc đời để phục vụ người nô lệ ở đây trước khi cha Peter Clave đến để tiếp tục công việc của ngài. Và cha tự nhận mình là người nô lệ muôn đời của người da đen. Ngay sau khi thuyền chở người nô lệ cập bến, cha Peter Clave đi xuống khoang thuyền hôi hám để giúp đỡ những người đau yếu và những hành khách khốn cùng.
sau khi người nô lệ bị lùa ra khỏi tàu và bị xích với nhau như đàn vật trong một khu đất có hàng rào để người ta chọn lựa. Cha Clave lại lẩn quẩn trong bọn họ để cung cấp thuốc men, thực phẩm, rượu, chanh và thuốc lá. Với sự giúp đỡ của thông dịch viên, Ngài nói về giáo lý căn bản và đảm bảo các anh chị em của Ngài về nhân phẩm và tình yêu cứu độ của Thiên Chúa. Trong 40 năm phục vụ, cha Clave đã giảng dạy và rửa tội cho khoảng 300.000 người nô lệ. Sứ vụ tông đồ của Ngài không chỉ hạn hẹp trong việc săn sóc người nô lệ, Ngài trở nên một người có uy quyền về luân lý. Quả thật, Ngài là tông đồ của Cartagena. Ngài rao giảng trong trung tâm thành phố, truyền giáo cho các thủy thủ và thương gia. Và nếu có thể, Ngài cố tránh né lòng quý mến của các nông gia và chủ nhân, mà chỉ muốn sống trong các khu dành riêng cho người nô lệ. Sau 4 năm bị bệnh khiến thánh nhân ngừng hoạt động và hầu như bị lãng quên, Ngài qua đời ngày 8 tháng 9 năm 1654 tại Cartagena, xứ Colombia. Ông tòa của thành phố trước đây rất khó chịu vì sự quan tâm của Ngài đối với người da đen thấp hèn, đã ra lệnh chôn cất Ngài với công quỹ và với nghi thức long trọng. Ngài được Đức Giáo Hoàng Leo XIII tuyên phong hiển thánh ngày 15 tháng 6 năm 1888 và tuyên xưng Ngài là quan thầy công việc truyền giáo cho người nô lệ da đen ở khắp nơi trên thế giới. Lời bàn, quyền năng và sức mạnh của Chúa Thánh Thần đã thể hiện trong hành động đáng khâm phục của cha Peter Clave. Quyết định từ bỏ quê nhà không bao giờ trở lại cho thấy một ý chí phi thường thật khó cho người thời nay tưởng tượng nổi. Quyết tâm phục vụ những người bị bạc đãi, thấp hèn nhất trong xã hội là một hành động cực kỳ anh hùng của Thánh Peter Clave. Khi so sánh cuộc đời chúng ta với cuộc đời của một người như vậy, chúng ta mới thấy sự ích kỷ và sự hẹp hòi của chúng ta trước những nhu cầu của người khác. Và chúng ta cần mở lòng ra cho sự tác động của quyền năng vô cùng của thần khí Đức Giêsu. Lời trích: Thánh Peter Clave hiểu rằng việc phục vụ cụ thể như phân phát thuốc men, thực phẩm cho anh chị em da đen thì cũng hữu hiệu để loan truyền lời Chúa như rao giảng bằng lời nói. Như Thánh Peter Clave thường nói, chúng ta phải nói với họ bằng đôi tay trước khi nói với họ bằng miệng lưỡi của chúng ta. Cảm ơn quý vị đã theo dõi chương trình. Kính chúc quý vị một ngày mới tràn đầy niềm vui và ân sủng của Chúa và Mẹ Maria.